Tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo menu, option menu và context menu. Trước tiên thì ta sẽ tạo project. Đặt tên project là option and context menu. Ok. Thì thông thường khi các bạn chạy một chương trình, giả sử ta chạy cái này chẳng hạn, thì option chạy chương trình run runs, thì cái menu option menu sẽ nằm bên này, nó sẽ là setting. Okay. Thì cái setting để này tức là nó đang ẩn, khi ẩn thì nó sẽ để cái dấu ba chấm, các bạn cũng có thể nhận ra. Thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái menu này để làm một cái menu điều hướng của một cái Android application. Ngoài ra các bạn thay vì để ẩn cái menu thì các bạn có thể show menu lên phía trên này, giống như là một cái menu bar, hay ta gọi là action bar. Action bar show trên này và dùng icon hoặc dùng text đều được hết. Hoặc nếu bạn nào muốn ẩn thì các bạn có thể là để ẩn đó. Thì sẽ hướng dẫn các bạn điều khiển cái menu này. Ok. Rồi, bước thứ nhất là các bạn sẽ tìm hiểu cấu trúc ta điều khiển cái menu như thế nào. Ok. Thì ở đây ta sẽ nhìn thấy đầu tiên thì ta sẽ vào cái resource, các bạn sẽ nhìn thấy menu nó nằm ở đây. Đấy, option menu đây, menu. Hiện tại là có một cái setting ở đây. Đấy, có một cái item thôi, một cái lựa chọn thôi, một cái option. Và để gọi cái option menu thì ta vào main activity. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ gọi ở đây, sẽ có hai cái method, method thứ nhất và method thứ hai để điều khiển cái option menu. Method thứ nhất là on create option menu. Thì on create option menu này sẽ gọi tới cái phương thức là get menu inflator, inflate cái main menu là resource.menu.main là cái main này. Và cái method thứ hai đó là on option item selected. Thì cái method này là dùng để các bạn điều hướng cái menu, nghĩa là nếu tôi chọn cái menu nào tôi có thể xử lý ở trong này. Ở đây các bạn có thể dùng if hoặc dùng switch, câu lệnh lựa chọn, câu lệnh nào cũng được, câu lệnh nào cũng ok. Thì giả sử bây giờ ta sẽ làm cái điều hướng cái menu, ta sửa lại cái menu main này. Cái menu main này thay vì các bạn để là setting thì giả sử các bạn thay đổi thành cái icon. Ví dụ ta có một số cái icon ở đây. Đấy. Have location refresh hello shirt. Một số cái location đây. Thì ta sẽ tạo tag cũng được, location cũng được. Thì trước tiên các bạn copy mấy cái icon này vào trong project. Các bạn copy vào cái drawable page, copy vào đây. Ok. Thì ở chỗ này các bạn sẽ để là ID, là giả sử các bạn để là have, còn để là menu have, hay từ sau đi ha, shirt, menu shirt. Okay. Để các bạn để đây là
from on show as action. Show as action thì nó sẽ có là never thì nó sẽ ẩn. If room always with text hay là collapse của action view. Cái title các bạn có thể để trong string và các bạn ghi ở ngoài này. Nếu các bạn để là shirt. Icon. Các bạn để đến drawable. Xẹp, các bạn xẹp tới tên. Cái này là shirt. Ok. Shirt. Eyes is a shirt. Action shirt. Ok. Đây. Rồi, cái này có cái warning đây. Các bạn cứ kệ nó không sao. Cái này không sao. Lý do là ở chỗ này là các bạn không để trong cái file value, file string ha. Bây giờ các bạn chạy lại cái option lỗi ha. Lỗi là do ở đây các bạn để cái này đổi là thành menu shirt. Thì một là các bạn để if, hai là các bạn để switch cũng được ha. Đây, đây các bạn để là menu shirt. Ok. Hết lỗi. Chạy nhé, để thử ha. Run. Đây, chỗ này cái shirt để đây rồi. Ok, cái shirt đây. Ở đây chưa có một cái action nào cả. Nó chỉ hiển thị cái nút shirt đây thôi. Rồi. Bây giờ tiếp tục các bạn copy anh này. Các bạn thay thế vào đây. Ta có là refresh location và cái have. Ở đây ta để là menu refresh. Cái này là cũng refresh luôn. Đây là location. Ok, copy cái này location. Ở đây ta gọi cái này là have. Ok. Have. Ta thay đổi cái icon chỗ này. Rồi đến refresh. Cái này là gọi đến location. Location found. Okay. Rồi, bây giờ ta xem, chạy thử xem nó đã show lên chưa. Ok. Đây, show. Action refresh location have. Đấy. Cái này các bạn xem được như là một cái action bar. Action bar. À, nhìn đây các bạn biết này. Ta có thể điều hướng làm cái menu ở đây. Nhìn nó vừa đẹp, vừa dễ hiểu đúng không? Ngắn gọn. Bây giờ điều khiển ở cái này thì ta sẽ điều khiển ở đây. Đấy, nếu là search ta sẽ làm cái gì đó. Còn nếu là else if id error.id. Thật sự là cái refresh thì nó sẽ làm cái gì đó. Rồi else if tiếp. Nếu cái này là menu location thì làm cái gì đó. Và else, các bạn để else hoặc else if tiếp. Cái này để là have thì làm cái việc gì đó. Sau đấy thì các bạn nên để một cái else. Kể cả không làm cái gì thì các bạn cũng để else. Và đây các bạn có thể ghi là do nothing, nothing. Ok. Thì return. Return là mục đích là để các bạn vừa có hai mục đích. Một mục đích là trả về kết quả. Hai là các bạn
Hay là câu lệnh return thì nó khi gặp câu lệnh return thì thoát khỏi cái method luôn. Tức là những cái phần sau không được thực thi nữa. Đấy, khi gặp câu lệnh return. Ok. Thì giả sử các bạn muốn nhảy sang một cái activity khác, chẳng hạn hoặc là toss, hoặc là bật ra một cái gì đó, thì cô để là search thì các bạn. Để search thì các bạn vào là toss make text main activity this. Đấy. Đây các bạn để là xuất ra một cái message là search action. Okay. Duration task length long and short. Okay. Đấy, các bạn chạy lại ha. Run. Okay. Giờ sử các bạn click nó ra cái top search action ở đây. Okay. Tương tự trong này các bạn có thể làm bất kỳ một cái action nào ha, bất kỳ một cái hành động nào. Thì chúng ta vừa xong cái phần là context option menu. Thì bây giờ ta sẽ vào cái phần là context menu. Thì cái menu như này nè, khi các bạn click chuột phải thì nó có một cái menu như này, thì cái này là context menu. Ok. Context menu. À, các bạn biết là cái context menu nó có thể thêm icon. Đúng không ạ? Có thể thêm icon, có thể thêm action vào đây. Ok. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm một cái context menu đơn giản thôi. À, tức là có chữ thôi, thêm một context menu đơn giản. À, và thông thường cái context menu nó phải gắn với một cái view nào đó. Ví dụ như list view hay là button view hay bất kỳ một cái view nào đó ha. Thì hoặc là text view. Thì thông thường tôi sẽ gửi các bạn demo cho các bạn cái view. Tức là view ta sẽ gắn với cái list view. Đấy, list view. Giả sử cô sẽ tạo một cái list view ở trong cái menu này. Đấy. Ở trong cái layout này. Trên layout ha, ta để nó vertical. Đấy, giả sử như click cô cho tròn một cái list view ở đây. Ok. Vào cái chọn view compose this, chọn list view, đưa list view vào đây. Ok. Đưa vào mình list view xong để ta vào activity, ta chèn dữ liệu vào cái list view. Đầu tiên là phải khởi tạo list view. Okay. List view thì ta đổ một cái dữ liệu demo vào cái list view trước. Thì muốn đổ một cái dữ liệu demo thì các bạn thể tạo một cái array list chẳng hạn. Array list string array. Ok. Import array list. Xong ta khởi tạo cái này, khởi tạo hai cái thành phần này. Một là list view. List view find view by ID. Okay. Thứ hai là array list, ta có sẽ là array bằng new array list. Hoặc các bạn gắn trực tiếp mảng cũng được, không sao hết. Ok. Và ta add thêm một vài dữ liệu, giả sử như là add cam. Xoài. Bưởi gì đó. Chanh. Ok. Rồi ta sẽ đổ cái release này vào cái list view. Thì trước khi đổ vào list view, các bạn lưu ý có cái adapter đúng không các bạn. Ta có cái array adapter. Rồi bỏ cái này đi. Adapter gắn bằng new array adapter. Ở đây các bạn context đầu tiên có ba đổi số, ba tham số. Thì đó, đầu tiên context là main activity chấm this.
Thứ hai là cái phương thức để nó đổ dữ liệu android.r.layout. Ta chọn cái simple list item 1. À, sau đó ta sẽ tôi xuống dòng, các bạn nhìn cho dễ ha. New. Đấy, cái này sẽ là array. Array. Đấy, cái này chính là cái array list ạ. Array list đây. Ok. Sau đấy ta đổ cái adapter này vào trong cái list view. Ta có list view.set adapter. À, ta đưa cái adapter vào. Ok. Adapter vào. Đấy, ta đổ vào list view xong rồi. Rồi, các bạn chạy các bạn sẽ thấy là ta sẽ có một cái list view. Cái list view. Đây, list view đã đổ xong rồi. Thì bây giờ ta sẽ cái context menu là khi ta nhấn chuột hoặc là chạm và giữ. Hoặc là trên điện thoại các bạn chạm và giữ. Ở đây thì các bạn nhấn chuột và giữ thì nó sẽ phải xuất hiện cái context menu. Thì hiện tại cô tôi sẽ làm context menu, đó là sửa và xóa cái này. Sửa và xóa cái này. À, thì ta sẽ làm như sau. Sửa và xóa. Ok. Nó tương tự như menu thì ta phải tạo một cái menu mới. Đó là context menu. Ok. Thì vào menu ta sẽ tạo một cái context menu. Đấy, các bạn new một cái menu. Other. Đây. Ta chọn cái XML file đi ha. Đấy, vào menu. Ta để là ví dụ như là list context menu. Menu, ok. Đấy, nó có menu này. Ta cũng tương tự ta để item ha. Item ID ha. ID. Là menu sửa. Ok. Rồi các bạn cũng có title. Title. Ok. Đấy là sửa. Edit item xem nào. Edit item. Ok. À, ta thêm cái menu thứ hai là xóa. Thêm cái menu thứ hai là xóa. Xóa delete. Ta ghi là delete item. Delete item. Ok. Sau đấy thì ta sẽ chèn cái menu này vào trong cái activity. Bây giờ ta sẽ sang cái phần tạo cái context menu. Những context menu vào trong main activity. Các bạn thấy là đây là cách để các bạn đưa một cái option menu vào activity. Thì cái context menu các bạn thấy cũng làm tương tự. Thì bước 1 là ta sẽ tạo cái context menu ở đây. Cái chữ option ta sẽ thay bằng chữ context. Các bạn sẽ viết ở đây context menu. So on create context menu. Okay. À, thì ở chỗ này các bạn sẽ gọi tới là get menu inflator. Inflator.inflate. Các bạn là error.menu context menu. Okay. À, xong cái method để đưa cái context menu vào. Rồi cái method thứ hai đó là method action, on option item selected. Thì ở đây ta sẽ là on context item selected. On context item selected. Okay. Và cũng tương tự cái này, ta lấy được cái ID. Nếu lấy được cái ID. Ok. Sẽ viết ở trên cái lệnh return. Ta sẽ có int id item dot
Object Item ID. Sau đây ta có thể dùng Shift thuộc ít. Ví dụ Swiss ID Case. Case là ID chấm menu sửa chẳng hạn. Sửa okay. Thì ta sẽ làm cái gì đó. Ta sẽ viết code ở trong cái này cũng tương tự này. That click chuột giữ à chưa được đúng không ạ, ta phải áp dụng cái này, đăng ký cái context menu lên cái chỗ con đăng ký đây. Sau khi ta xong xuôi thì ta sẽ đăng ký ở đây là resist for context menu, ta đưa vào cái view là list view. Ok, edit item. Đây, edit item. Ta vừa làm xong cái context menu và cái option menu.